Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom và lại là mình đây. Nhìn tất cả những linh kiện ở trên bàn mình hiện tại thì các bạn cũng đoán ra được là nội dung của video ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Đúng vậy, mình lại build máy và lại một mình. Và chiếc chip trên tay mình đây, một chiếc CPU đến từ AMD. Thì nội dung chính của video ngày hôm nay sẽ là một chiếc PC full AMD, có thể nói là đáng mua nhất hiện nay. Sở hữu chip AMD Ryzen 5 5600X, một trong những con chip giá tầm trung với hiệu năng đơn nhân cao nhất hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta phải lắp máy thôi. Và hy vọng là với chiếc bộ PC này thì mình sẽ có thời gian lắp nhanh nhất có thể để có thể mang đến cho anh em những cái trải nghiệm gaming hay là nhiệt độ nó thật là chuẩn xác nhá. Bắt đầu thôi. Và để đi kèm với chiếc CPU này thì mình sẽ lựa chọn một chiếc mainboard đến từ MSC, có tên đó là B550M Mota với socket AM4. Chiếc mainboard này sẽ có kích thước đó là MATX, cũng tương đối là không phải nhỏ gọn lắm đâu. Nhưng mà hôm nay mình đã chọn cho em nó một cái cây màu trắng xinh và cũng tầm trung trung như vậy, nên là chúng ta sẽ cũng không lo lắng quá về cái mặt diện tích. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp CPU AMD Ryzen 5 5600 này vào. Chiếc CPU này thì cũng có sẵn một chiếc tản nhiệt, nhưng mà mình sẽ sử dụng tản nhiệt khí để cho nó mát mẻ hơn. Mặc dù là con chip này cũng không tốn quá là nhiều, không tỏa ra quá là nhiều nhiệt, nhưng mà mình vẫn thích lắp tản nhiệt khí để tăng độ khó cho game. Chúng ta sẽ có một cái hình tam giác ở đây để cho các bạn ướm. Rồi, cái cần ngắn như này có vẻ gạt dễ hơn đấy mọi người ạ. Và tiếp theo sẽ vào RAM, mình sẽ chọn một chiếc chip RAM đến từ Kingston với bus là 3600. Bởi vì là AMD thích những chiếc RAM có bus cao, thế nên mình sẽ chọn em này. Và dung lượng của em nó sẽ là 32GB. Đấy, cũng khá là nhiều, 32GB nói chung là chỉ để cho xịn cho vui thôi. Còn bus 3600 mới là điều quan trọng. Chiếc RAM này thì cũng sẽ có RGB cho các bạn luôn. Sau kinh nghiệm lắp RAM N lần thì bên này nó sẽ có, ở đây nó sẽ có tổng cộng 2 cái lẫy cho chúng ta. Ấn thật đều tay nào. 1, 2, 3. Wow, tiếng nghe đều thích nhỉ. Tiếp đến là sẽ là khe số 4 nha. 1, 2, 3 nào. Perfect. Mình sẽ lựa chọn một ổ cứng SSD với dung lượng là 960GB. Và lý do mà mình lựa chọn chiếc ổ cứng này đó là bởi vì là NVMe thì nó sẽ có tốc độ nhanh hơn so với SATA, và hiện tại thì mức giá của những chiếc ổ cứng NVMe nó cũng đã mềm hơn khá là nhiều so với đợt trước rồi và dễ dàng tiếp cận với các bạn hơn. Và đây sẽ là chiếc tản nhiệt khí mà mình sử dụng trong video ngày hôm nay. Mặc dù là em Ryzen 5 5600X này không tản ra quá nhiều nhiệt, nhưng mà mình vẫn thích trang bị thêm cho em ấy một chiếc tản khí ở ngoài. Và chiếc tản này thì mình đã lựa chọn đó là một chiếc tản quốc dân CR1000 Plus đến từ Zonbo với mức giá khoảng cỡ 600.000 đồng thôi. Rất là rẻ đúng không nào? Ồ, cái tản này cũng là một trong những cái tản mà lần trước mình với Hoàng đã livestream và đánh giá là tương đối là khó lắp đấy, bởi vì nó có rất là nhiều loại gông để mình lựa chọn. Cộng thêm nữa là nó sẽ có những cái mắc ở đây để mình ướm xem là nó có vừa với cả chiếc mainboard này không, hay nó có bị cấn RAM hay cấn tản nhiệt không, thì mình có khi là phải tháo bớt một quạt ra. Để bây giờ mình sẽ ướm trước đã nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn một chiếc vỏ cây với màu trắng rất là xinh xẻo như thế này. Một vỏ cây đó là Symantec Fadin. Đó, vỏ cây với một kích thước cũng tương đối là phù hợp với chiếc mainboard mà mình đã lựa chọn ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ lắp nguồn vào cái vỏ cây này trước nhé. Mình sẽ lựa chọn một nguồn 650W đến từ Cooler Master. Nguồn này thì sẽ vừa đủ cho bộ cấu hình này. Và như lúc nãy mình đã nói thì mình rất là thích những cái lung linh này, có RGB nên sẽ lựa chọn thêm cả fan cây nữa. Sẽ có 3 cái thân cây đến từ Cool Moon nữa. Lắp thôi. Tưởng như tất cả mọi thứ đã xong đúng không? Nhưng mà không, cái phần khó nhất là cái phần này. Lúc nào trong clip nào lắp PC mình cũng nói đến, đó chính là phần DJ. Đầu tiên thì mình sẽ đi về mấy cái fan bên này trước. Sau đó là cả một cái cụm này. Trời ơi, to ơi là to này.
Và trong bộ PC này thì mình sẽ lựa chọn một chiếc card đồ họa đến từ MC, đó chính là RX6600XT. Một chiếc card đồ họa được đánh giá là đáng mua nhất hiện nay, khi tầm giá của em nó sẽ dao động khoảng từ 15 cho đến 16 triệu. Nếu mà so sánh với những cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thì nó sẽ có cái sự ăn đứt về mức giá, bởi vì với tầm cùng một tầm hiệu năng thì các đối thủ cạnh tranh nó sẽ dao động vào khoảng là 18, 19 cho đến 20 triệu cơ. Thế nên mình nghĩ là việc lựa chọn một chiếc card đồ họa như thế này là rất là hợp lý. Bây giờ là chị, và màu sắc cũng rất là đẹp nữa, logo rồng các thứ. Đây, nhìn sơ sơ qua thì chúng ta có thể đoán được là em ấy sẽ chiếm khoảng 2 slot đấy. Nhưng mà bây giờ mình vẫn phải ướm thử xem là mình sẽ bẻ slot 1-2 hay là slot 2-3. Phải nghiêng nghiêng một xíu mới vào được nha các bạn, bởi vì nó sẽ vừa khít. Rồi, nó sẽ là slot 1 và 2. Ok. Tán tán, xong rồi đây. Xong một màn DJ vô cùng vất vả. Ở bao con lớp kính này ra cho em nó trông lung linh huyền ảo hơn nhỉ. Đây đây, bóc ở đấy đi cho dễ. Cái cây này mình khá là thích, khi mà cái kính này bình thường các bạn lắp ra khá khó, tháo ra khá là khó đúng không? Nhưng ở đây à. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ như kiểu cái bản lề cửa ấy. Ui ui, giật, ui sợ quá. Đấy, nó sẽ như bản lề cửa ấy, thì chúng ta sẽ tháo ra dễ hơn. Sau khi lắp xong cái vỏ cây này thì mình sẽ test một vài cái tựa game cũng như là xem về hiệu năng và nhiệt độ của em chip AMD Ryzen 5 5600X thì sẽ như thế nào nhá. Nào, chúng ta sẽ đến setup toàn bộ để test cái phần game này thôi. Mình đã setup xong cả màn hình, cả bàn phím cũng như là chuột, để lát nữa mình sẽ test rất là nhiều những cái phần mềm. Nhưng mà việc đầu tiên quan trọng hơn đó là chúng ta phải bật xem cái máy này có lên không đã nhá. Lúc nào nó cũng là một giây phút lịch sử. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3. Ôi xời. Ôi lắp phần cây vào đẹp đi mọi người, trông lung linh ấy. Và cái màu RGB này kiểu nó là màu cam à? Được, màu này trông vũ ấm. Lên rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ test những cái phần mềm, ví dụ như là Cinebench này, để xem khả năng render của em nó như thế nào, điểm đa nhân của em nó như thế nào, rồi là nhiệt độ nữa. Rồi tiếp nữa là sẽ đương nhiên sẽ test các tựa game để xem em nó có chiến tốt hay không này. Và cuối cùng thì mình sẽ đến với cái phần mềm đó là AMD Ryzen Master, một cái phần mềm để có thể hỗ trợ ép xung của con chip này. Đó. Là nhiệt độ khi mà mình mới bật Cinebench thôi thì CPU của em nó sẽ rơi vào khoảng 40 độ C. Bây giờ mình sẽ test luôn cái Cinebench. Rồi, và để hiện cái này ở đây để cho các bạn dễ theo dõi nhá. Đó, nhiệt độ bắt đầu nhảy lên khoảng 58 độ C rồi. Mình thấy tốc độ chạy khi mà render thì mình thấy tương đối là nhanh và nhiệt độ cũng bị đẩy lên không quá nhiều đâu. Hiện tại vẫn rất là mát mẻ khi mà CPU chỉ rơi vào khoảng trên 60 độ C. Mà cái cây này là mình lắp hết vào rồi nhá, lắp cả kính vào rồi nhá, chứ không phải để hở đâu. Lúc mà chúng ta đã test xong thì điểm đa nhân của em nó sẽ vào 3999, gần 4000. Thì cái này là do mình cũng đã bật phần mềm record lại màn hình nên nó sẽ bị giảm một xíu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái tựa game nhá. Chắc là xem Go đi. Và mình cũng đang bật sẵn các frame để cho các bạn có thể nhìn thấy hiển thị nhiệt độ cũng như là FPS ở trên màn hình rồi. Độ phân giải thì nó sẽ là Full HD này. Rồi tất cả những cái cài đặt, những cái setting thì hầu hết đều ở mức 2 hết, đa số là như vậy. Và con chip này có thể, chắc chắn với các bạn là có thể chơi các tựa game nhẹ nhàng như thế này ở mức setting cao nhất. Hiện tại khi mà chưa lót vào game thì chúng ta đang lót vào game thì chúng ta cũng thấy là nhiệt độ của CPU nó sẽ dao động 40 độ C, 35 cho đến 40 độ C. Đây, nhiệt độ của chúng ta đang thấy là 62 độ C của CPU. Thôi, chết rồi. FPS thì nó rất là cao, các bạn thấy là nó sẽ dao động từ 250 cho đến 300. Khi mà các bạn combat thì nó sẽ hơi drop xuống nhẹ một chút, là xuống khoảng gần 300 FPS, còn lại thì nó sẽ dao động rất là cao. Thì các bạn có thể thấy là FPS trung bình nó sẽ dao động từ khoảng 280 cho đến hơn 300 một tẹo. Và những cái lúc mà bọn mình combat, những lúc mà mình sấy thì nó sẽ drop xuống là khoảng đây 280-290. Còn những lúc lót cảnh bình thường thì nó sẽ lên được hơn 300, trong khi tất cả mọi thứ đều ở mức setting đó là 2. Tiếp theo nữa về nhiệt độ thì CPU của chúng ta, con Ryzen 5 5600X này, nhiệt độ chỉ hơn 65 độ.
kể cả lúc mình chơi nó vẫn như thế, 65-66 độ, cực kỳ mát cho một chiếc CPU trong những tựa game như thế này. Thì các bạn có thấy hoàn toàn yên tâm rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ ra chiến một cái tựa game nó nặng hơn một tí nhá. Kiểu hơi hướng AAA một tẹo. Rồi nhiệt độ của CPU chúng ta đang thấy vẫn mát mẻ như game CSGO đúng không? Mặc dù đây là một cái tựa game ngốn nhiều đồ họa hơn, nhưng mà nhiệt độ max mình đang thấy trên màn hình vẫn đang là 66 độ C. Phần trăm load CPU thì cũng không quá cao, cũng là khoảng đây dao động từ nó nhảy khá là nhiều, nhưng mà mình nghĩ trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 6 mấy phần trăm. Với một tựa game AAA như thế này thì cái việc FPS các bạn trên hơn 100 là các bạn hoàn toàn có thể chơi được rồi. Có thể nếu như các bạn muốn nó mượt hơn một xíu thì các bạn giảm mức setting xuống medium thôi. Và đây kết quả đã hiện ra trên màn hình rồi, và chúng ta có thể thấy được rằng là FPS trung bình nó sẽ dao động là 119 FPS. Và nếu rơi vào mức thấp nhất thì em nó cũng sẽ đạt là 99 FPS, hoàn toàn ổn để các bạn có thể chiến tốt những cái tựa game AAA. Và như mình đã nói lúc nãy, nếu các bạn muốn cái tựa game của mình nó mượt mà hơn thì giảm setting đi một xíu xuống medium hoặc là 2 thôi, đừng có ultra 2 là sẽ ok rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần mềm rất là hay ho của con chip này nhá, đó là AMD Ryzen Master, để chúng ta có thể tùy chỉnh ép xung. Đây, hiện tại khi mà chưa phải load bất kỳ một cái gì thì CPU của chúng ta sẽ có xung nhịp khoảng cỡ dao động là 4, 5, 6, 700 MHz gì đó. Và nhiệt độ đấy rất là thấp đúng không? 43, 44 độ C. Và trước hết thì mình sẽ vào default trước nhé, để xem ở mức cơ bản khi mà chiếc ép xung thì nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể thấy là nó sẽ lên được khoảng 4.400 mấy số lẻ MHz về xung nhịp. Sau đó chúng ta sẽ có nhiệt độ, nó sẽ dưới 70 độ C, hiện tại đang là 67 độ 68 độ C. Tiếp đến nữa thì mình sẽ làm cho nó cái con chip CPU này thì chúng ta sẽ phải làm cho nó hardcore hơn. Đây, sang Precision Boost Overdrive. Sau khi mà ở chế độ max bình thường nó đã khoảng 4.400 MHz rồi, thì bây giờ sang về chế độ ép xung. Đây, các bạn thấy là nó đã lên được khoảng thêm 100 MHz nữa, nó đã lên được 4.500 mấy chục gì đấy, thì nó là hơn 100. Nhiệt độ thì bắt đầu nó đã tăng lên khoảng 10 độ C rồi, thay vì 68-69 như vậy thì nó đã lên đến 78-79, gần 80 độ C. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy về cái volt thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chạy ở mức volt đó là 1.3 volt. Thì khi mà các bạn ép xung như thế này, lúc mà các bạn chơi game quá là hardcore hoặc là các bạn để phục vụ cho công việc làm việc render liên tục, chúng ta cần tối đa hóa về cái hiệu năng của con chip này thì ok, nó sẽ hỗ trợ cho mình. Tuy nhiên thì cũng rõ ràng là không khuyến khích các bạn luôn luôn để cho chiếc CPU này chạy ở cái chế độ max như vậy. Nó sẽ khá là hại về tuổi đời này, bởi vì nó nóng hơn này và nó phải làm việc mệt hơn. Đấy, chúng ta có thể thấy được cái sự so sánh khi mà đã ép xung là nó sẽ lên được khoảng 100 MHz so với phiên bản max khi mà chơi ép xung, và nhiệt độ cũng sẽ tăng lên khoảng 10 độ C. Thì trên đây là tất cả những cái phần test của mình dành cho một chiếc PC full AMD cỡ dao động khoảng 36 đến 37 triệu và chúng ta sử dụng con chip đó là AMD Ryzen 5 5600X. Và các bạn cũng có thể thấy là hiệu năng của em ấy trong mức giá tầm trung, nhưng mà có thể cân tốt tất cả những cái tựa game eSports nhẹ nhàng ở mức setting cao nhất. Có những tựa game AAA thì setting cao nhất vẫn ok thôi, nhưng mà nếu các bạn muốn mượt hơn thì các bạn có thể giảm xuống một xíu. Còn những cái bài test về Cinebench hay là những bài test về ép xung thì các bạn cũng có thấy rồi đấy, tất cả những cái con số nó đã nói lên được cái hiệu năng của em AMD Ryzen 5 5600X này rồi. Link sản phẩm của cái bộ PC này thì mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em nếu anh em quan tâm đến cấu hình này nhá. Còn nếu như anh em cảm thấy là có điểm gì chưa hài lòng hoặc muốn thắc mắc thì cũng có thể để lại comment ở trong video này. Còn rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn cùng mình build PC và xem đến tận thời điểm hiện tại. Mình sẽ cố gắng training bản thân để có thể chơi được nhiều tựa game và test thêm được nhiều cái phần mềm nữa cho anh em nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.